Geschwisterliebe. Có phim cái đá không? Tắt đi. Let's go. No no. 10 giờ đêm ở Netflix. Đây này, đang quay lên trên mạng các bạn. Đi bờ không? Chiều sâu thôi đừng quay má mi mi đấy, đường phố nó cũng bé tí thế này thôi, nó khác gì hàng ngang hàng đào đâu, nhưng nó xây cao tầng nó kiến trúc nó đẹp thế này. Thích không? Kia có kem ý à, đâu kem ý nhỉ, tí nữa vào làm nó có kem về kem bên kia. Ừ nào, bây giờ đi ra đây bắt nào, nhanh hai cô gái đi ra đây và tụi nó lên. Mẹ đi ra đây xem nhà thờ của Bắc này. Đấy, học trò của ông đứng ở dưới chân ông đấy. Xoa tay lên, lên chữ tên đẹp. Mười giờ đêm mà vẫn sáng như này. Mười giờ đêm á? Dạ. Nó mới đặt tháng 7 rồi, giàu có còn hấp. Tiền trước mặt cái kìa. Làm sao mà chạy nhá. Ai đánh đàn nhỉ? Bây giờ đang đánh đàn ở góc kia. Ở đây cứ ngày cuối tuần thì là lấy đàn nó ngày nào cũng có chị. Ở đường phố gọi là âm nhạc đường phố. Đây này, mai mới đi ra nơi nó hạ 50% đến thế này. Quần áo hạ 50% để ra nơi. Nó hạ nhiều nhỉ. Vào trong này nó có một cái, ở trong cái phố trong này đâu đấy nó có một cái chuông lớn, nó còn đang ở ngoài này này. Đi ra đường này nó chưa quay đấy. Chụp mang về đưa cho bà gì đấy, bà cái gì gì nhỉ, Rosie à hay ai, bà Ushi Rosie. Hàng ngang hàng đào đây này, cháu Yến à, cái nhà này trước nó là tòa thị chính cũ của thành phố, nhưng bây giờ nó là cái viện bảo tàng. Giờ nhưng thực ra ở từng cái ngày đều có sức khỏe nhà bà Nhu á, anh bà Nhu lại ở đấy em ạ. Cái bố mình sẽ đi sâu ở trong, sâu đi sâu xuyên ra ở trong, nó giống là ngang hàng đào. Nó có một cái đặc biệt thế mà đây là mỗi một cái vòng như thế là nó bán một loại hàng. Chưa có nhu cầu.
Liquor.